Học tiếng Nhật không khó vì có những bài giảng như thế này. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ những từ vựng liên quan đến cơ thể của con người trong tiếng Nhật. Thực ra hiện nay tôi đang có nuôi một con mèo có tên là Mimi. Con mèo của tôi rất thích ăn cà chua Mỹ. Ngay bên cạnh nhà tôi là một bãi tha ma mà người ta hay trồng cà chua Mỹ ở bên đó. Và hôm qua tôi cùng chú mèo Mimi đi ra bãi tha ma để tìm cà chua Mỹ cho nó ăn. Từ xa tôi trông thấy những cái búi tóc rất là đen. Tôi đến gần đó, tôi tưởng là có những quả cà chua chín, cà Mỹ ở đó. Tôi lật đống tóc lên và rồi tôi nhìn thấy hai cái đầu lâu. Tôi chợt nhớ ra lời của bà tôi kể rằng hễ mà nhìn vào mắt của đầu lâu thì mình sẽ bị hôn mê. Tôi chợt hốt hoảng nhắm lại. Và ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông nói với tôi rằng Hãy đưa tôi về Hà Nam. Người đàn bà nói rằng làm ơn hãy cho tôi về Củ Chi. Tôi chợt bình tĩnh lại và hỏi thăm người con trai. Người con trai nói tôi biết rằng tôi có biệt hiệu là Kubi. Người con trai có biệt hiệu là Kubi. Và người con trai rất là thích ăn thịt tê tê. Chính vì vậy mà anh ấy đã bị chết. Tôi đang cố gắng để hỏi thêm nhiều chuyện nữa thì tôi nghe thấy giọng người con gái gọi rằng Oppa. Mở mắt ra thì tôi thấy người con gái đang xe ti người đàn ông. Vâng, câu chuyện đến đây là kết thúc. Rất là vớ vẩn linh tinh phải không? Tuy nhiên, để trước khi câu chuyện này nó bị lãng quên trong đầu của các bạn đi, mình xin đưa ra một vài câu hỏi. Thứ nhất, trong câu chuyện này tôi đã đi đâu, với ai và để làm gì? Đúng rồi, tôi đi ra bãi tha ma. Các bạn nhớ, trong tiếng Nhật chúng ta có chữ Atama. Atama là cái đầu, các bạn đọc của mình. Atama. Tiếp theo, đi với chú mèo tên là Mimi là cái tai của mình, thấy chưa? Mimi. Ok, ta đọc Mimi. Đúng rồi. Tiếp theo, đi đâu, đi làm gì nhỉ? Đúng rồi, đi hái cà chua Mỹ. Kami. Thì Kami có nghĩa là tóc. Các bạn đọc ạ. Kami. Câu hỏi thứ hai, nếu nhìn vào mắt đầu lâu thì chúng ta sẽ bị gì? Bị gì nhỉ? Bị hôn mê. Đúng rồi, chúng ta sẽ bị hôn mê. Mê có nghĩa là mắt. Các bạn đọc Mê. Hôn mê. Mê. Câu hỏi tiếp theo, người con trai quê ở đâu? Người con trai, đúng rồi, quê ở Hà Nam. Ê, Hà Na. Người con gái quê ở đâu? Gọi từ người con gái quê ở đâu? Đúng rồi, người con gái ở Củ Chi đúng không? Ê, Củ Chi là mồm. Hà Na là mũi. Củ Chi là mồm. Câu hỏi số 5, người con trai bị gọi là gì nhỉ? Kubi đúng không? Kubi, gọi là Kubi thì là Kubi. Tiếng Nhật Kubi có nghĩa là cổ. Kubi. Các đọc của mình Kubi. Đúng rồi. Câu hỏi số 6, người con trai thích ăn gì? Thích ăn gì nhỉ? Đúng rồi, thích ăn thịt tê tê. Tê tê đúng không? Tê là tay. Các đọc của mình Tê. Câu hỏi số 7, người con gái đã gọi gì nhỉ? Gọi người đàn ông như thế nào nhỉ? Oppa. Đúng không? Oppa. Thì trong tiếng Nhật Oppa chúng ta thêm một chữ y đằng sau đọc là Oppai. Oppai có nghĩa là ngực. Đó là chính là hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện này. Người con gái sờ vào ti người đàn ông đúng không? Oppai. Đúng nào?
Một ngày nọ tôi có đi du lịch Canada và tôi trông thấy một người ăn xin, một người ăn xin què bị què chân. Và người ăn xin này rất giống với một tuyển thủ bóng đá mà tôi yêu thích, đó chính là cầu thủ Nakata. Và tôi chợt thốt lên: ô, Nakata, sao lại ăn xin ở Canada nhỉ? Nakata ăn xin ở Canada. Vâng, câu chuyện rất là ngắn đúng không? Bây giờ mình hỏi các bạn, cầu thủ này tên là gì? Cầu thủ này tên là Nakata đúng không? Thì mình thêm ô chứ không phải Onaka. Onaka có nghĩa là cái bụng của mình. Onaka. Cầu thủ này ăn xin. Vì sao ăn xin? Ông ấy bị què chân đúng không? Què chân. Ăn xin thì tiếng Nhật Asi. Asi là chân, các bạn đọc Asi. Đúng rồi. Bụng là Onaka, chân là Asi. Và cuối cùng, ăn xin ở đâu? Địa điểm Canada đúng không nhỉ? Thì không phải Canada mà là Canada. Các đọc của mình Canada. Canada là cơ thể. Canada, cơ thể. Cuối cùng mình sẽ dạy cho các bạn hai từ mới liên quan đến vùng kín của người đàn ông và vùng kín của người đàn bà. Rất là dễ nhớ thôi. Mình kể như thế này nhé. Ngày xưa mình rất là láo. Mình hay mắng cô giáo. Mình hay rất là mắng cô giáo. Và cô giáo ấy tên là cô Trinh. Các bạn nhớ nhé. Mắng cô giáo và cô Trinh. Hơi cô Trinh. Thì bây giờ như thế này, mắng cô thì mình sẽ nói là gì? Mình sẽ nói cho chuẩn tiếng Nhật rồi. Mango có nghĩa là bộ phận vùng kín của người đàn bà. Ok, mango. Và cô Trinh đọc ngược lại là Trinh cô. Trinh cô là bộ phận vùng kín của người đàn ông. Và hôm nay rất dễ nhớ và thú vị phải không nào? Nếu bạn có hứng thú với tiếng Nhật, hãy đăng nhập vào website dungmori.com để trải nghiệm những bài học liên quan đến bảng chữ cái và từ vựng miễn phí nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm và ủng hộ mình. Bye bye.